Với mục tiêu cuối năm nay đạt chuẩn các tiêu chí đô thị loại 5, 100% tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Thiên Cầm đã ra quân xây dựng đô thị văn minh với khí thế thi đua sôi nổi. Người dân đã đóng góp kinh phí, ngày công tập trung chỉnh trang các tổ dân phố, xây dựng bồn hoa cây cảnh, làm vệ sinh môi trường. Nhân dân chúng tôi đang ra sức để chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh, hàng rào. Ngoài ra thì nhân dân chúng tôi hiến đất, hiến công, hiến tường rào để mở rộng con đường, rồi làm nhà văn hóa ngày càng là mở rộng lên để tạo khu vui chơi cho nhân dân. Tại thị trấn Cẩm Xuyên, hiện nay đã đạt 5 trên 9 tiêu chí đô thị văn minh và để hoàn thành 4 tiêu chí còn lại trong năm, địa phương đã phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng đô thị văn minh. Vừa nâng cấp, rải thảm đường các tổ dân phố, vừa chỉnh trang từng tuyến đường, khu công viên để chào đón năm mới. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã phải trồng trong nhân dân, thực hiện tập trung chỉ đạo cho chỉnh trang đô thị ở khu vực trung tâm của thị trấn, như là công viên, rồi thì sẽ phải giải phóng cái quốc lộ nữa. Đô thị vườn mộc, chỉnh trang vườn hồ, thiết tâm để hướng cái chuyện hoàn thành bảo tiêu chí đề ra. Để đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao thì các thị trấn trên địa bàn phải đạt chuẩn đô thị văn minh. Vì vậy, hiện nay huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo quyết liệt hai thị trấn trên địa bàn triển khai xây dựng các công trình phần việc với đường găng cụ thể ngay từ đầu năm. Đô thị văn minh là một trong những nội dung cũng rất là quan trọng trong tiêu chí xây dựng đề án huyện nâng cao. Huyện cũng đang tập trung rất cao cho công tác chỉnh trang đô thị gắn với việc thực hiện bộ tiêu chí đô thị văn minh, tập quan tâm công tác hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch, nâng cấp hạ tầng, rồi củng cố các tiêu chí đô thị văn minh gắn với từng khu phố, từng tuyến đường và từng nội dung công việc theo bộ tiêu chí để thực hiện. Cùng với huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các thị trấn xây dựng đô thị văn minh, hiện nay huyện Cẩm Xuyên cũng đã và đang đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều phần việc cụ thể, thiết thực đã và đang được cán bộ và nhân dân các địa phương nỗ lực hoàn thành với quyết tâm cao nhất, phấn đấu cuối năm 2024 đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.